Nó sẽ bắt những con như này nhiều người. Đó rất là dễ. Đó. Nhiều người đây. Bắt được tôm càng. Nhiều người bắt con như này nha mọi người. Đó. Con sống này. Đó. Con sống này, đó. Cú đá nó chỉ lớn bằng vậy thôi nha mọi người. Tôm càng đây. Càng hơi nhỏ. Nè. Ví dụ như đây, đó. Mọi người thấy này. Này, con cá trên này. Này, tôm càng này. Cái ngày càng ngụm nước. Đây ha, sẽ bắt luôn này. Cá chê đây. Đó, cá chê này, đó mọi người. Chê nhỏ. Chê này, không giống chê hồng hồng hết ra. Đây. Đó, con này. Đó. Rất là dễ bắt nha mọi người. Đó. Nước quá trời này. Đó. Đó. Đây, cua. Đó, cua đó, đó. Nào, xem được bao nhiêu rồi nè. Đó, rồi. Đây. Đó, đó. Đây nha mọi người, đây là số tôm cua mà Alazi bắt được và xin thêm nha mọi người. Dùng cũng tương đối nhiều. Ốc. Ốc này thì phần này thì hơi nhỏ nha mọi người. Chào và hẹn gặp lại mọi người, có gì tiếp theo.